Những thành công gần đây của Roma ở bóng đá châu lục là sự hợp lực của rất nhiều hào thủ quốc tế đã thành danh, nhất là huấn luyện viên Jose Mourinho. Nhưng khi cầu thủ 20 tuổi Eduardo Bắp ghi bàn thắng quan trọng trong trận bán kết, đó là bằng chứng cho thấy tài năng nội địa vẫn có thể phát triển ở Stadio Olimpico. Ở mùa giải thứ 3 tại Serie A, tiền vệ này đã gây ấn tượng với kỹ năng và tinh thần làm việc của mình. Mourinho gọi anh một cách tinh nghịch là con chó ốm vì sẵn sàng chạy bao sân cho đội. Người hâm mộ cuồng nhiệt của Roma giờ đây có cơ hội tỏa sáng trong một trận chung kết lớn khi đội của anh ấy tiếp Sevilla ở Budapest. Mới đây, Eduardo Bắp đã có cuộc phỏng vấn chia sẻ với báo chí về cảm giác khi được chiến đấu dưới sự chỉ đạo của người đặc biệt. Kể từ khi còn rất nhỏ, tôi đã thực sự yêu thích thể thao nói chung, đặc biệt là các môn với bóng. Tôi chơi quần vợt khá thường xuyên khi còn là một cậu bé. Tôi chơi cả quần vợt và bóng đá trong khoảng 5-6 năm. Và rồi đến thời điểm tôi phải đưa ra lựa chọn, mặc dù tôi khá giỏi cả hai. Nhìn lại chặng đường mình đã đi qua, tôi nghĩ cuối cùng thì mình đã lựa chọn đúng. Này Bắp, cảm giác của cậu thế nào khi lần đầu tiên được thi đấu cho các đội trẻ của Roma? Thật khó để giải thích những cảm xúc đó, nó giống như việc cố gắng giải thích cảm giác ghi một bàn thắng tại Stadio Olimpico hoặc nhận cuộc gọi đầu tiên từ câu lạc bộ. Chúng là những cảm xúc rất mạnh mẽ. Nhìn chung, hầu hết mọi người thường trả lời câu hỏi đó bằng cách nói rằng đó là một cảm xúc không thể diễn tả được. Thực sự là vậy. Ban đầu, điều quan trọng nhất đối với tôi là sự vui vẻ. Sau đó, khi bạn trưởng thành và phát triển, bạn bắt đầu hiểu tầm quan trọng của việc chơi cho Roma và bạn thực sự bắt đầu cảm thấy mình là một phần của câu lạc bộ này. Có phải là khi được đá chính thường xuyên dưới thời Jose Mourinho không? Đây là một điểm khởi đầu. Tôi chỉ mới bắt đầu và đó là lý do tại sao tôi muốn tiếp tục như thế này và tiếp tục chơi tốt. Tôi phải biết ơn vì sự tin tưởng mà cả đội dành cho tôi vào lúc này và đây là điều quan trọng nhất. Tôi rất vui vì điều đó. Jose Mourinho là một người đặc biệt đối với tôi bởi vì ông ấy là một người đàn ông thực thụ. Ông ấy đối xử với những người còn lại trong đội đều bình đẳng, điều này quan trọng nhất. Nếu ông ấy có điều gì muốn nói với bạn, ông ấy sẽ nói thẳng vào mặt bạn và tôi thích những người như thế này hơn. Vì vậy, tôi đã có mối quan hệ tốt với Mourinho ngay từ đầu. Tất nhiên ông ấy cũng đã giúp tôi trưởng thành. Tất cả sự hướng dẫn của ông ấy đã giúp tôi rất nhiều và tôi rất vui vì niềm tin mà Boss dành cho tôi. Cảm xúc của cậu về bàn thắng quan trọng trong trận bán kết với Leverkusen ra sao? Bàn thắng vào lưới Leverkusen hiện là đỉnh cao cho 2 năm cố gắng của tôi với huấn luyện viên, nhân viên, với Roma. Có lẽ một vài bàn thắng đầu tiên của tôi là do bản năng, những bàn thắng điển hình của một cầu thủ trẻ, thiếu kinh nghiệm. Nhưng bạn phải làm việc chăm chỉ trong quá trình tập luyện để đạt được một số yếu tố nhất định khi thực chiến. Hiện thực hóa điều đó trên sân, thực sự tuyệt vời. Cảm giác của cậu thế nào khi nhìn thấy quả bóng bay vào lưới? Những câu hỏi như thế này rất khó trả lời vì mọi thứ diễn ra quá nhanh. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ đều mờ ảo. Cậu nghĩ sao về trận chung kết với Sevilla? Tôi mong đợi một trận chung kết đích thực bởi vì trong suốt cả năm, chúng tôi xứng đáng có mặt ở đó. Sevilla đến từ Champions League nên họ càng xứng đáng có mặt ở trận chung kết. Đó là lý do tại sao chúng tôi rất hạnh phúc và chúng tôi cũng rất vui mừng cho người hâm mộ. Cảm giác chiến thắng sẽ như thế nào? Thật tuyệt vời. Việc giành chiến thắng trong bất kỳ trận chung kết nào cũng sẽ rất tuyệt vời. Vì chung kết mang lại cảm giác hoàn toàn khác với mọi kiểu trận đấu trên đời. Chắc chắn rồi.